Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Anh Hoàng Văn Nhầm, sinh năm 1988, là một trong những người dân ở thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên. Trong trận sạt lở vừa qua, anh Nhầm bị cuốn đi một đoạn dài, được vớt vào bờ lúc anh không biết gì sau khi tỉnh lại anh nhận tin vợ và ba con của anh đều đã thiệt mạng bàng hoàng và đau thương anh nhầm chỉ muốn được trở về làng nủ làm đám tang cho vợ con nhưng bản thân anh đang bị thương nặng phải điều trị lâu dài những ngày qua một số người biết đến hoàn cảnh của anh nhầm đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ anh một phần kinh phí để anh chăm sóc bản thân tuy nhiên anh hoàng văn nhầm cho biết sau cơn bão không chỉ gia đình tôi tang thương quê tôi mất mát, mà còn nhiều nơi bị thiệt hại. Tôi được nhiều người thương gửi tiền hỗ trợ. Tôi muốn dành số tiền mình được nhà hảo tâm hỗ trợ gửi đến mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ cho bà con ở các nơi bị thiệt hại. Bây giờ tôi không thể đi lại hay làm gì được, nên nhờ kết nối giúp để chuyển 10 triệu đồng đến mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi muốn góp phần chia sẻ mất mát của mọi người. Ai cũng có nỗi đau, mình cần phải cố gắng. Thực hiện mong muốn của anh chị Vũ Bích Hồng đến từ Lai Châu, người đã đến thăm và hỗ trợ cho anh Nhầm, đã hỗ trợ anh Nhầm chuyển 10 triệu đồng đến mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Có thể thấy rằng, anh Nhầm sẽ gặp nhiều khó khăn khi quay trở về làng nụ, bởi vợ con của anh đều đã không còn. Thế nhưng, mọi người đều tin rằng, với tấm lòng cũng như ý chí của anh, anh Nhầm sẽ bắt đầu cuộc sống mới với những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Sáng 18 tháng 9, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đến 10 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thêm một nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét tại làng Nủ. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Sứ, 56 tuổi. Ông Sứ là chủ hộ của gia đình có 4 người và cả gia đình đều được xác định đã tử vong, mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm hai người là ông Nguyễn Văn Sứ và bà Hoàng Thị Mui, 87 tuổi. Còn hai người mất tích là bà Nguyễn Thị Mẫn, 56 tuổi và anh Nguyễn Văn Vũ, 32 tuổi. Hiện nay, tại thôn làng Nủ, tổng số nạn nhân thiệt mạng và mất tích là 66 người, trong đó số người mất tích là 13 người. Trước đó theo số liệu thống kê, số người thiệt mạng và mất tích sau vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn làng Nủ là 95 người. Theo lý giải của lực lượng chức năng, việc giảm trường hợp mất mạng và mất tích là do một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương một số trường hợp nghe tin nhưng lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về một số trường hợp ở riêng đi làm ăn xa nhưng gia đình bố mẹ không biết do đó lúc đầu báo mất tích bên cạnh đó còn do thời điểm xảy ra lũ quét thông tin liên lạc bị ngắt gián đoạn giao thông bị chia cắt dẫn đến chưa kịp thời thống kê báo cáo Chiều 17 tháng 9, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm hai nạn nhân trong số 18 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tính đến 6 giờ ngày 18 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể trong vụ sạt lở, hiện còn 5 người mất tích. Được biết, trường trung cấp 24 biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử cán bộ cùng 5 chó nghiệp vụ đến hiện trường, hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Do địa hình bị chia cắt, Đội cảnh quyền phải dừng chân cách hiện trường tìm kiếm 10 km, tiếp tục được vận chuyển vào bằng xe công nông. Ngay sau khi cơ động đến hiện trường, các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân về gia đình để tổ chức an táng. Trước đó vào chiều mùng 10 tháng 9, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông bất ngờ ập xuống sau những ngày mưa lớn, vùi lấp 8 ngôi nhà làm 18 người mất tích, 11 người bị thương. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, các lực lượng đã tìm thấy thi thể của 11 người. Hai nạn nhân được tìm thấy vào chiều qua, hiện còn 5 người mất tích. Sau bão Eazi và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở đất, khiến nhiều địa phương phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, Lào Cai là tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất. Riêng trận sạt lở, lũ quét tại Làng Nủ, huyện Bảo Yên đã săn phẳng 33 nóc nhà. Làng Nủ trải qua đại nạn, nhưng bà con dân tộc Tây nơi đây dường như vẫn chưa hình dung hết những gì đã xảy ra. Như ác mộng, nhiều người nhắc đến điều này, bởi nhiều năm qua, nơi đây vẫn là chốn yên bình, nhưng giờ đây, có lẽ chỉ còn là nỗi ám ảnh. Ở làng Nủ, cơn mưa giờ đã thành nỗi ám ảnh của người dân. Theo lời của người dân, ở các tỉnh miền Trung, trước khi sạt lở, thì trên lưng núi xuất hiện vài con suối lạ, như lời cảnh báo của thiên nhiên. Sau đó là nước đục ngầu màu đất tuôn chảy. Còn ở thôn làng Nủ, tất cả như một âm mưu bí mật của thiên nhiên nhiều người khi được hỏi thử nhớ lại là đã thấy điều gì lạ thường trước đó thì ai nấy đều lắc đầu, không thấy gì lạ. Cho tới khi nghe tiếng ầm ầm như máy bay trực thăng, như chiếc xe chở hàng quá tải lên dốc. Sau đó thì thôn làng nổ tan hoang. Trong khi đó, theo các chuyên gia, có 5 nguyên nhân khiến lũ quét sạt lở tàn phá làng nổ, gồm yếu tố địa hình, độ dốc, địa chất, ảnh hưởng biến đổi khí hậu với những đợt mưa lớn sau bão là nguyên nhân kích hoạt lũ quét sạt lở tại làng Nủ, tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh vùng núi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Lựu, điều phối viên chương trình thạc sĩ công nghệ tái sử dụng và quản lý nước, trường Đại học Việt Đức cho biết có nhiều nguyên nhân gây ra lũ quét nhưng chủ yếu do mưa nhiều và tích tụ nước trên đỉnh đồi núi có nền địa chất yếu sau các trận mưa lớn và dài. Khi ngậm nhiều nước liên kết trong đất trên các đồi núi chọc trở nên lỏng lẻo, bị tơi ra, gây ra sạt lở và lũ quét. Ngoài ra, hiện tượng sạt lở đất là hậu quả của sự xuất hiện các chấn động địa chất tự nhiên do hiện tượng phong hóa hoặc thay đổi độ ẩm trong đất, dịch chuyển của kết cấu bảo vệ của phần chân của mái dốc. Kết quả của những chấn động tự nhiên làm mất liên kết của đất, đá trên sườn đồi và núi ở vùng có địa hình dốc lớn, địa chất yếu, có độ rộng lớn, vùng đất pha cát, đá và vùng rừng thưa. Nó cũng có thể do địa hình ở đồi núi cao, dốc lớn, xây dựng công trình thiếu nghiên cứu các yếu tố địa chất. Song Thạc sĩ Thái Bá Ngọc, chuyên gia về địa chất môi trường, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù yếu tố kích hoạt trượt lở đất đá là mưa lớn, việc có xảy ra sạt lở đất hay không còn tùy thuộc vào tính chất địa hình, độ dốc, địa chất ở nơi khác nhau. Điều này cũng lý giải nguyên nhân các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng hứng chịu lũ quét, sạt lở hàng loạt. Bên cạnh đó, chuyên gia đánh giá sự chuyển pha từ El Nino sang La Nina khiến thời tiết phức tạp, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến La Nina có yếu tố dị thường tác động mạnh hơn khiến mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng và kéo dài. Ngoài ra, tại các sông hoặc sườn dốc có độ dốc cao và các mái dốc chịu tác động của hoạt động của con người như phá rừng và cắt xẻ dốc có khuynh hướng phổ biến xảy ra tai biến địa chất. Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 4, di chuyển nhanh, đặc biệt hướng vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình. Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang cập nhật các bản tin mới liên tục mỗi giờ thời gian di chuyển rất nhanh khiến cho bão hình thành từ áp thấp nhiệt đới đang tồn tại trên biển đông sẽ ảnh hưởng rất sớm đến đất liền tuy nhiên khi áp sát vùng biển các tỉnh từ quảng ngãi đến quảng bình bão đi chậm lại men theo đường bờ biển trước khi vào đất liền khiến thời gian ảnh hưởng lâu và vùng ảnh hưởng rất rộng trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý Bão số 4 rất ít khả năng trở thành cơn bão mạnh, nhưng lại rất phức tạp và khó lường về đường đi. Ngoài ra, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, càng về cuối năm, xác suất xuất hiện hiện tượng La Nina lại càng lớn. Hiện tượng này sẽ gây nguy cơ mưa, bão, lũ dồn dập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Dự báo từ nay đến hết năm 2024, số bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ, khu vực phía Nam. Mưa lớn sẽ dồn dập về cuối năm, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng kéo dài, lũ lụt trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này. Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng lưu ý, mùa mưa bão năm nay khả năng sẽ diễn ra khốc liệt, cực đoan, không loại trừ những cơn bão mạnh.